Ok, bữa trái dưa dưa bấm à, cũng bởi cất cất trước rồi đó, bưng bưng lên cũng được, cắt cái cuốn dưa cất trên tay cũng được, đủ khe đó, đứt bề nổi không? Cắt cho đó đó rồi, rồi đem ra ngoài trước rồi có bò trái mà nó ăn hết trái ủng to bằng người vợ luôn. Yeah. Muốn vô cân thử bao nhiêu phao không? Đem vô trái nhà. chắc bằng con trái được rồi. Yeah, đem để giấu đi rồi đem vô nhà luôn đi. Thôi con để một tiền. Ồ, cân đầu tiên. Mới mới tôi quay dễ ba trái kia nó bị nó cắn con gì nó cắn nó đi cẩn thận khi nổi không. Tôi chừng rớt cả hai người xuống luôn đó. Con gì nó cắn bẻ trước cái cho rồi. Kim vợ vô hôn hết. Em nghĩ nó vàng chứ nó ok. Bẻ bẻ. Bẻ chắc bẻ. Thôi hả? Đã nói đi không bẻ thôi. Nghe mùi thơm. Chín quá. Chín đất luôn. Chả ăn liền được. Nó thối để gì? Đây là vườn rau nhà mình nha các bạn. Năm nay mình trồng mỗi thứ một tí. Dạ. Xuống đất cái gì? Dạ bẻ luôn cho vào nó vàng. Trái dưa này quá bự luôn, nó chín vàng ươm luôn. Bự. Để bẻ luôn trái này luôn. Năm nay nhà mình có trồng mướp và khổ qua luôn đó các bạn. Em thấy trái đằng kia nó bự. Man, vĩ đại. Để em chụp hình viên thôi. Chứ nhiều vĩ đại mà em. Nhìn nó đây cái cheese rồi mà hay
2 tháng trời chứ dù vĩ đại. Mọi người dậu rồi không biết. Bể trái kia luôn, để đi bể trái kia luôn. Bể trái kia luôn đó. Trái kia còn non, còn xanh. Nó còn vàng. Bể không? Bể vô bị mũi cắn. Mình cảm ơn các bạn đã xem video.